cái này làm sẽ điếu anh em ơi. Đây đây này, coi cái bông này, đây này. Làm sẽ điếu này, nó đây này, nó mở miệng cái bông lên thấy không? Đây là thấy nó trên mép này, làm sẽ điếu nhưng mà cũng loại 2 cho anh em chứ chưa là loại 2. Loại 1 đâu. Tại vì loại 1 nó phải xì khích nữa. Loại 2 nó cũng phải 3 triệu chứ. Đúng rồi. Đây là đâu vô ơi? Cái này là mình làm trong cái khối lượng là nửa hũ nha anh em. Nửa hũ. Nửa hũ nhiêu vậy? Còn mình, anh em làm nửa chén thì cỡ dài ít không? Ừ. Cứ canh canh đậu mà mình làm vừa ăn nha. Còn này là trong này là có sả nè, tỏi nè, ớt nè, miếng gừng nè, là giả nhuyễn nha anh em. Tô này là... thì bao nhiêu đường? Bao nhiêu muỗng đường? Tô này là phải 3 muỗng đường vậy. 3 muỗng đường vậy là đúng làm nửa hũ. Chứ anh em mà làm có một hũ mà anh em nửa hũ mà anh em bỏ ít lại là nó đặc không? Ừ. Còn một chén hay nửa chén là làm đường nó khác nha. Cứ theo tỷ lệ đây cho mấy muỗng đường này lại nè. 3 muỗng đường này. 3 đường. Theo cái khẩu vị của anh em mình 3 muỗng đường. 3 muỗng đường. Rồi, một xíu bột ngọt. Rồi. Đó, còn anh em ăn ngọt á, ăn miền Trung là ăn ngọt là phải bổ thêm đường. 4 muỗng, 5 muỗng gì đó tùy theo khẩu vị. Chanh chưa? Chưa. Chanh xong đó mình làm từ đầu tới đuôi. Đó bây giờ mình tại vì mấy anh em mình làm ăn nguyên chất, anh em phải gia vị lại nha. Muối chua là anh em mình muối nhạt nhưng phải nó chua ra nha anh em. Đều đây. Lấy mật ra nha anh em. Lần này anh em mình tiếp tục làm cái lô là nhạt hơn nữa nha. Là sẽ ngon hơn nữa đấy. Ừ, đấy. Đó, đấy chín chưa? Đảo đều lên, anh em xem. Một hũ này tầm cỡ 40 con mật lận nha anh em. Mình ăn là mình đảo đều nha anh em. Hũ này anh em mình muối được tầm mấy ngày ta? 7 ngày đúng không ta? Bây giờ nữa, đây đây phải là 8-9 ngày rồi nè. Dạ tới anh em là 12 ngày là ăn. Anh em nhận hàng về anh em có thể là để thêm 2 hoặc 3 ngày nữa anh em ăn càng ngon nha. Rồi. Nhưng mà về là ăn được rồi. Để càng lâu wow, nữa ăn nhiều ăn càng ngon. Anh em thấy miếng mật này. Đó. Tươi xanh luôn. Con nào to thì anh em cắt nhỏ ra nha. Đó, đây kéo, coi kéo không? Có kéo rồi. Đây là nửa hũ nha anh em. Nửa hũ là phải làm vậy. Đấy con này to này, con này hơi to nè. Phải cắt nhỏ ra nữa nha. Bây giờ mình sẽ chắc miếng nước trong này ra nha anh em. Anh em thấy đặt queo cái không? Đặt cái ngoài. Đấy. Từ từ nó sẽ ngéo nữa, anh em yên tâm đi. Như khi mình đi vận chuyển á nó sẽ hơi đen không dập nước rồi nó nước rồi đen thêm chút đó em thấy không cái kéo đâu toàn ơi đây đây nè em thấy con mực mình đang tươi mà khi muối là nó ngéo nha còn khi vận chuyển tới người ta anh em thì nó hơi đen một xíu có khi nó ngéo hơn một xíu nữa thì con mực nó teo hơn một xíu nữa nha anh em nó càng ngéo ăn nó càng ngon càng nhỏ là muối càng ngon lúc đây nước sẽ rò thêm xíu nữa nha anh em đó anh em cứ cắt cắt cái này anh em biết như vậy rồi con nhỏ là cắt hai từ rồi mình tỉnh ai đâu mình tỉnh chỉ từ từng lúc một chứ lỡ cắt lần nữa là chỉ mình làm nữa mình phá sản luôn á xỉu luôn á đây mực đây ít nước à mực đây mà mới nước mà chưa ra nước nhiều không rồi bây giờ còn cho nè cỡ giờ là mình phải cho 2 miếng chanh luôn nha chanh to đấy chanh mình chanh to chanh giấy nha chanh giấy to nha nước nhiều nha rái luôn nha anh em bỏ hộp ra nha đấy để cho anh em biết anh em xíu chụp anh em quậy quậy lên là nó ra nước nữa nha còn anh em mình sẽ làm anh em mình giống nhau nha hũ nào cũng giống y như hũ nào hết nha anh em ơi vô em ó nạn chanh là ra nước luôn đó bây giờ mình trộn đều nè rồi nó sẽ ra nước nha mực đây anh em mình nó mới muối nè nó còn chưa dập túi nè màu nó còn tươi nè nhiều khi vận chuyển nó hơi đen một xíu thôi chứ không phải nó thui từ lùi nha nó hơi đen đen sơ rồi đấy rồi. Đấy, anh em mình chơi nguyên con thế này là mặn là cái chắc nha. Rồi chuẩn chưa chuẩn bị chưa? Ủa đợt này mực nó ráo nước này. Mực tư nó nếu lâu ngéo mà... tư quá lâu ngéo. Anh em muốn cho nó thấm đều á là anh em làm trước khoảng 5 phút để 5 phút cho nó thấm rồi anh em mình ăn sẽ nó thấm sẽ đều sẽ ngon hơn nha nữa nha anh em. Cái mực mà anh em mình muối chua đỉnh lắm nhiều anh em ăn không quen anh em đánh giá tậu thấm sao tậu ơi. Muốn mua mà mua cái sản phẩm này rất khó nha anh em ạ. Được chưa? Làm miếng làm xíu anh vô ơi. Không phải, đừng nếm lại, nếm lại nữa. Mình phải có cái bước này để em nếm lại. Rồi, cú đấy mày cú thấp sao ấy. Được chưa? Vừa lòng, mình ăn là vừa lòng. Nếu mà không vừa khẩu vị bạn là thêm đường. Không, hoặc là thêm miếng khóm vô nữa. Tùy theo khẩu vị của mỗi người. Nhạt quá luôn á, Vũ làm nhạt nhạt quá anh không thấy mặn luôn á. Nó mực nó mặn nó mới thấm. Nó cắt ra đây nó vừa chứ, chứ không phải là mình chỉ là trúng luôn cái khẩu vị của anh em nha. Mời cái khẩu vị mà. Đây đỏ mày ơi. Ông Dũng thử miếng làm sao điếu đây. Nhưng Vũ làm vậy anh thấy nhạt luôn rồi nè Vũ. Chấm vô nè. Em không. Mặn vô chấm nó mới thấm mà không mặn vô. Ừ, đấy. Ồ làm sao điếu rồi anh em. Đó. Để anh ăn cái không ra mình cắn một đi nha. Mời anh em nha. Cho con mực vô luôn nè. Nghe thử cái bò này. Mày hầu giờ anh chưa ăn làm xíu nào á. Giòn lắm. Nghe nói mà chưa biết ăn ha. Giòn lắm luôn. Thơm, nói chung là phía bên trong thơm lắm. Giòn nó giòn mà nó cái nó mềm. Ừ. Đúng không? Thấy giòn không? Ừ. Cái lớp dày nó có đủ dày cho nó đâu. Chính xác. Mà ra hầu giờ tao làm ấy tao chưa bao giờ tao mua được mày mua được hay á. Nghĩ sao? Mời anh em nha. Làm xíu cho mấy mực nha anh em ơi. Mấy mực á. Anh em nào mà ăn được cay á, bỏ nhiều ớt vô. Ăn rất là ngon. Ừ. Đỏ không? Ừ.
hơi mập mà. Cái này mấy má nó ném mà vô không? Làm mấy cục ném á. U. Mày. Đúng á. Làm hai cục bánh mật luôn cho đã anh em. Đó. Bánh mật này là anh em mình muối nó nhạt hơn lúc trước nha nè. Cho nên là ăn nó không có cái mặn mặn bao nhiêu hết á. Nên nó làm này nó dai ha. Giòn giòn giòn. Ừ. Đúng bài luôn anh em ơi. Chất lượng. Quay. Trời ơi. Sao hiện chuyện giờ ăn làm nhỏ, nhai theo cái miếng nước nhỏ mà. Mà cái này là anh cho luôn nè. Ăn được đúng không? Không có dai nè. Giòn không?